Triệu Việt Vương và huyền thoại Móng Rồng. Năm 546, quân Lương xâm lược nước ta, Lý Nam Đế Lý Bí chống trả nhiều lần không được, phải lui về Đồng Khuất Lạo, thuộc vùng rừng núi thuộc huyện Tam Nông, Phú Thọ ngày nay, với hy vọng tiếp tục xây dựng lực lượng chiến đấu với tướng giặc là Trần Bá Tiên. Thế nhưng, tại Đồng Khuất Lạo, Lý Nam Đế lâm bệnh nặng sau một thời gian dài chiến đấu nơi xa trường. Trước khi mất, ông đã giao lại binh quyền cho hai người thân cận nhất bên mình. Lý Thiên Bảo, Triệu Quang Phục. Bệ hạ. Bệ hạ. Ta chinh chiến nhiều năm, các vị tướng tài của ta đã hy sinh oanh liệt nơi chiến trường. Vậy mà giờ ta tuổi cao sức yếu, chỉ có thể nằm đây. Vẫn còn chúng thần ở đây, chúng thần dù chết cũng quyết bảo vệ triều đình vạn xuân, bảo vệ bệ hạ. Bây giờ ta chỉ có hai người là thân cận nhất. Một người là anh trai ta, cùng ta chinh chiến trận mạc bao năm, lập nhiều công trạng. Một người tuy trẻ tuổi nhưng tài năng và chí khí hơn người, từ nhỏ đã theo ta tôi luyện qua nhiều trận đánh. Xem ra việc quân bây giờ Lý Bí ta phải trông vào các vị. Thần không dám. Lý Thiên Bảo, huynh hãy mang 3 vạn quân vào đánh Đức Châu, giết chết thứ sử nhà Lương là Trần Văn Giới trong đó. Thần tuân lệnh. Khoảng 10 vạn quân còn lại, Triệu Quang Phục ta giao lại cho Khanh. Khanh hãy dẫn đầu lực lượng thay ta xây dựng căn cứ mới để chiến đấu với Trần Bá Tiên. Chuyện này thần khi đất nước gặp nguy biến, mỗi người phải tự biết sức mình mà hành động phò giúp giang sơn. Khanh còn trẻ, có tài năng, có tầm nhìn, nhất là tương lai của Khanh còn dài. Ta giao phần lớn binh quyền vào tay Khanh là hy vọng Khanh sẽ giúp dân tộc này đứng lên một lần nữa để đánh đuổi giặc thù. Khanh hãy cố gắng, hãy tiếp bước ta xây dựng nền tự chủ, khẳng định vị thế dân tộc trước phương Bắc. Sức ta bây giờ chỉ có thể làm đến đây. Phần còn lại, ta chỉ biết dựa vào Khanh. Khanh có làm được không? Triệu Quang Phục, những bậc trụ cột của triều đình này đã không còn mấy người. Ta thì đã quá già yếu để gánh vác trọng trách lớn này, chỉ có thể sát cánh bên cạnh để giúp đỡ cháu. Chúng ta chia làm 2 cánh quân là để tương hỗ nhau đánh đuổi giặc thù. Ta cũng như bệ hạ rất tin tưởng vào khả năng của cháu. Hãy hứa với bệ hạ đi, con trai. Thưa bệ hạ, thần quyết sẽ làm được. Có câu nói này của Khanh, ta nhắm mắt cũng yên lòng. Từ đây, cuộc chiến đấu chống quân Lương của dân tộc ta bước sang trang mới. Triệu Quang Phục xưng vương, gọi là Triệu Việt Vương, tiếp tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước của Lý Nam Đế. Triệu Việt Vương cầm cự với Trần Bá Tiên qua nhiều năm không phân thắng bại. Nhưng quân của Bá Tiên rất đông, Triệu Việt Vương liệu thế không chống nổi, bèn thay đổi địa bàn và cách đánh, từ cố thủ trong thành trì sang bám trụ ở vùng đầm lầy hiểm trở, chọn đầm Già Trạch làm căn cứ. Đầm Già Trạch ở huyện Chu Diên, tục truyền thời Hùng Vương, con gái vua Hùng Vương là Tiên Dung đi ngao du sơn thủy. Thuyền về đến bãi, Tiên Dung gặp chữ đồng tử trần truồng núp dưới lớp cát, tự cho là Nguyệt Lão xe duyên, bèn kết duyên vợ chồng, ở lại làm ăn buôn bán, biến nơi đây trở thành nơi đô hội. Hùng Vương nghe tin vô cùng tức giận, liền đem quân đến đánh. Ai ngờ, nửa đêm mang quân đến thì mưa gió dữ dội, làm rung chuyển nơi ở, nhà cửa trong một lúc cùng bay lên trời, chỉ còn lại cái nền không ở giữa đầm. Người bấy giờ gọi bãi ấy là bãi tự nhiên, đầm ấy là đầm Nhất Dạ, hay đầm Dạ Trạch. Đầm Dạ Trạch chu vi không biết bao nhiêu dặm, cỏ cây um tùm, bụi rậm che kín, ở giữa có nền đất cao có thể ở được, bốn mặt bùn lầy, người ngựa khó đi, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ chóng sào đi lướt trên cỏ nước mới có thể đến được. Nhưng nếu không quen biết đường đi lối lại thì không biết là đâu, lỡ rơi xuống nước liền bị rắn độc cắn chết. Triệu Việt Vương vốn là người huyện Chu Diên, thuộc rõ đường đi lối lại, đem hơn 2 vạn người vào đóng ở nền đất trong đầm. Ban ngày tuyệt không để khói lửa và giấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân Lương, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Gần đây, quân của Triệu Quang Phục rút về đầm Dạ Trạch, gây nên nhiều bất lợi cho quân ta.
tình hình Do Thám tới đâu rồi? Thưa tướng quân, tại hạ đã cho người vào đầm Do Thám, nhưng quả thực đây là vùng đất hiểm trở, đi vào rất khó xác định được phương hướng. Người hãy chia binh sĩ ra làm những đội quân nhỏ và chia làm nhiều hướng tấn công để tránh mai phục của chúng. Tuân lệnh. Thưa tướng quân, quân của Triệu Quang Phục ban đêm thì cho người vào căn cứ của ta để cướp lương thực, khiến ta trở tay không kịp. Còn ban ngày thì bọn chúng trốn rất kỹ, ngay cả dấu vết khói bếp cũng không thể tìm được. Cứ tình hình này e là... Từ đây, Triệu Việt Vương được dân chúng trong vùng yêu mến gọi là Dạ Trạch Vương. Qua vài năm chiến đấu, quân ta càng đánh càng mạnh, quân địch càng đánh càng yếu, cục diện chuyển biến ngày càng có lợi cho ta, bất lợi cho địch. Thế nhưng cứ đánh qua đánh lại, mãi không phân thắng bại, thật khiến lòng quân cũng có lúc chán nản. Giữa lúc đó, Triệu Việt Vương ghé thăm miếu chữ Đồng Tử ở đầm Dạ Trạch, bèn đốt hương cầu đảo, khẩn thiết kính cáo với trời đất thần kỳ, ban cho sức mạnh chống lại kẻ thù. Thế rồi điềm lành hiện ra, nghe lời cầu khấn của Triệu Việt Vương. Từ trên trời cao, rồng bay xuống, rút móng rồng trao cho vua. Ta là Trưởng Đồng Tử, thần linh của vùng đầm này. Thấy nghĩa quân các ngươi đóng quân ở đây đã lâu, kiên gan, bền trí, chiến đấu anh dũng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Này ta trao cho chủ tướng chiếc móng rồng này. Hãy gắn nó lên mũ đầu mâu mà đi đánh giặc, ắt từ giờ sẽ đánh đâu thắng đó, thánh thế lẫy lừng. Đội ơn Đức Thánh Trưởng Đồng Tử. Không biết chuyện được ban mũ đầu mâu móng rồng là thật, là truyền thuyết, hay là một kế sách do Triệu Việt Vương nghĩ ra để khích lệ lòng quân. Nhưng kể từ khi được thần linh ban cho mũ đầu mâu móng rồng dùng để đánh giặc, quân Triệu Việt Vương đánh đầu thắng đó. Đúng lúc ấy, tình hình nhà Lương bị rối loạn bởi Loạn Hầu Cảnh. Trần Bá Tiên được điều về phương Bắc để dẹp loạn. Dương Sàng là tỳ tướng của Trần Bá Tiên được ủy thác công việc ở Giao Châu. Đây quả là một tin tốt. Trước nay Trần Bá Tiên là tên tướng giặc tài giỏi, khó đối phó, nay hắn rời khỏi Giao Châu, coi như sức nặng trận chiến đã giảm đi đến 5-6 phần. Nắm bắt được thế trận có lợi cho mình, Triệu Việt Vương quyết định đem quân bất ngờ tấn công tiêu diệt Dương Sàng. Dương Sàng vốn không phải là đối thủ của Triệu Việt Vương. Trong trận cự chiến, vừa trông thấy đầu mâu là đã thua rồi chết, quân Lương tan vỡ, kéo nhau về Bắc. Quân ta thắng lợi hoàn toàn. Triệu Việt Vương vào chiếm thành Long Biên, chiếm được cả hai xứ Lộc Loa và Vũ Ninh, này ở vào khoảng các huyện Quế Dương và Vũ Giang, Bắc Ninh. Từ đây trong nước tạm yên ổn, giặc ngoại xâm đã bị đánh đuổi khỏi bờ cõi, những tưởng từ đây Triệu Việt Vương có thể toàn tâm toàn ý dựng lại cơ đồ, kiến thiết đất nước, nhưng có ai ngờ, một tai biến khác lại sắp ập tới, gây nên một cuộc đấu đá khốc liệt ở nội bộ, phá hết những thành quả mà Triệu Việt Vương đã miệt mài tranh đấu bao lâu. Mâu thuẫn sâu xa xuất phát từ cánh quân của Lý Thiên Bảo, anh ruột Lý Nam Đế. Bấy giờ, cánh quân của Lý Thiên Bảo được Lý Nam Đế giao cho 3.000 quân rút vào miền Trung, vừa đến Cửu Chân, Thanh Hóa, đã bị Trần Bá Tiên đuổi đánh. Phải chạy lên vùng Thượng Du ở miền Tây Thanh Hóa, đóng tại Động Giả Năng, tự xưng là Đào Lan Vương. Năm 555, Lý Thiên Bảo qua đời mà không có con nối dõi nên Lý Phật Tử là người trong họ được truyền nối ngôi. Lý Phật Tử là người có tham vọng rất lớn. Tuy Triệu Việt Vương có công đánh bại quân Lương, nhưng trong mắt Lý Phật Tử, Triệu Việt Vương cũng chỉ là một thuộc hạ của nhà họ Lý. Đào Lan Vương đã mất, chỉ Lý Phật Tử mới chính thuộc dòng đế vương. Không cam tâm nhìn Triệu Việt Vương xưng đế,
Lý Phật Tử ôm hận quyết gây chiến để tranh tước đoạt quyền. Năm 557, cơ sở lực lượng đã được phục hồi và phát triển, Lý Phật Tử quyết kéo quân về, bắt Triệu Việt Vương trả đế nghiệp. Thế nhưng, với tiềm lực của mình, Lý Phật Tử có làm cách nào cũng không thể thắng nổi Triệu Việt Vương. Sau nhiều lần thua trận, Lý Phật Tử ngờ là Triệu Việt Vương có phép thuật lạ, bèn xin giảng hòa. Về lời khẩn xin cầu hòa của thần, không biết bệ hạ đã nghĩ tới hay chưa? Ta và ngươi vốn cùng là người tâm phúc dưới thời Lý Nam Đế, vốn dĩ đã không nên thương tàn. Nay đất nước mới giành lại được độc lập, ta không muốn dân chúng phải chịu lầm than thêm nữa. Chúng ta hãy chia nhau đất đai, cùng đề cao tinh thần hòa hiếu, cùng hợp sức xây dựng nền tự chủ dân tộc. Lý Phật Tử tuy được nhường một bước, nhưng vẫn không cam tâm. Lại càng được nước lấn tới, bèn đề xuất mối thông gia với Triệu Việt Vương. Triệu Việt Vương không nỡ cự tuyệt, đã gả con gái Cảo Nương cho Nhã Lan, con trai Lý Phật Tử để tỏ lòng hòa hiếu với nhau. Việt Vương yêu quý Cảo Nương, cho Nhã Lan ở gửi rể. Được, vậy ta mang con gái yêu gả cho Nhã Lan. Mong rằng với sự giao kết này sẽ mở ra mối thâm tình cho hai dòng họ. Canh Dần, năm 570, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Lý Phật Tử sai con trai Nhã Lan bảo vợ rằng: trước hai vua chúng ta có oán thù với nhau, nay là thông gia, thật là ý trời. Nhưng cha nàng có thuật gì mà có thể làm lui quân của cha ta vậy? Đó là nhờ cha thiếp được Thánh Chử Đồng Tử ban cho móng rồng, người cài vào mũ đầu mâu. Cứ ra trận, đội mũ đầu mâu là đánh đâu thắng đó, linh diệu vô cùng. Chúng ta đã là người một nhà, nàng lấy cho ta xem vật đó có được không? Được chứ, thiếp sẽ giấu cha mang mũ cho chàng xem. Hãy mang bảo bối cho ta, để ta mang về dâng vua cha. Cảo Nương không biết ý của chồng, bí mật lấy mũ đầu mâu móng rồng cho xem. Nhã Lan mưu ngầm tráo đổi cái móng ấy, rồi bảo riêng với Cảo Nương rằng: tôi nghĩ ân sâu của cha mẹ nặng bằng trời đất, vợ chồng ta hòa nhã yêu quý nhau không nỡ xa cách, nhưng tôi phải tạm dứt tình, về thăm cha mẹ. Nhã Lan về, cùng với cha bàn mưu đánh úp Triệu Việt Vương. Năm Tân Mão, năm 571, Lý Phật Tử phụ lời thề, đem quân đánh Triệu Việt Vương. Lúc đầu Triệu Việt Vương chưa hiểu ý Lý Phật Tử, thản thốt dốc quân, đội mũ đâu mâu đứng chờ. Quân của Lý Phật Tử cùng tiến đến, Triệu Việt Vương tự biết thế yếu không thể chống đỡ được, bèn đem con gái chạy về phía nam, muốn tìm nơi đất hiểm để ẩn náu tung tích, nhưng đến đâu cũng bị quân đuổi theo sau gót. Việt Vương cưỡi ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, than rằng: ta hết đường rồi, bèn nhảy xuống biển. Cuối cùng, do sơ suất trúng kế của Lý Phật Tử, mà sự trị vì ngắn ngủi của nhà Triệu bị chấm dứt. Kết cục của nhà Triệu không khác câu chuyện Cơ Đồ đắm biển sâu của thuộc phán An Dương Vương trước đây. Đây là sự mất mát không gì bù đắp được cho đất nước, cho phong trào đấu tranh đang phát triển, cho nhà nước vạn xuân. Hơn lúc nào hết cần con người vẹn tài, vẹn đức, có đủ uy tín và kinh nghiệm như Triệu Việt Vương chèo trống. Không lâu sau, nhà Tùy sang xâm lấn nước ta, Lý Phật Tử ra hàng. Vậy là từ đây, nước ta lại rơi vào thế lực phong kiến phương Bắc một lần nữa.